Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, mệt mỏi quá. Sáng đến giờ chưa có ăn sáng gì hết trơn á, đói bụng muốn chết luôn á. Dạ Bôn ơi, hôm nay nhà ông có gì ăn sáng không? Hay là ông có tiền ăn sáng không dạ Bôn? Vậy, làm gì có. Ông nói gì trời, sáng đi học trễ còn chết rồi phải chạy đưa kịp xin tiền ba mẹ nữa là đi rồi. Trời ơi, có tiền ăn sáng thôi mà ông cũng quên nữa. Tính ra nha, là nhà ông mà cũng giàu mà chứ phải nghèo đâu, mà sao lúc nào hỏi đến tiền ăn sáng ông cũng không có nè. Tôi bạn thân ông mà từ trước giờ chưa bao giờ ăn ké được của ông cái gì hết trơn luôn á. Thì mà giờ đói bụng quá, giờ sao đi học được ta? Thôi, nói chung cứ vô trường trước đi rồi mình mua thiếu bánh của mấy cô canteen để mình ăn. Ok, đi đi. Ê, Gia Bun, tôi nói ông nghe nè. Ông có nhìn thấy con nhỏ nào trước mặt mình không? Nhỏ tóc hồng kìa thấy không? À. Hình như cái con bé này á, nghe đâu nhà của nó cũng giàu lắm. Hay bây giờ á, ông qua bên đó kêu nó đưa tiền ăn sáng cho mình để mình đi ăn sáng, được không? Ôi được á, trời ơi, chắc con nhỏ này nhìn nó khù khù khờ khờ vậy, chắc cũng ok nha. Trời ơi, nhưng mà tính ra tôi nói ông nghe nè, ông đang đóng vai là bắt nạt á, thì ông có thể nào ông giữ lên xíu được không? Sao nghe giọng ông hiền quá vậy? Giữ lên xíu coi. Được á, bây giờ mình qua mình bắt nạt nó đi, hay là cũng chưa dữ lắm ha. Tôi không biết ông có phải con trai không nữa mà sao thấy ông yếu đuối nhẹ nhàng quá vậy. Ê trời, thôi tôi mệt ông quá, giờ tôi nói ông nghe nè, ông phải chạy lại chỗ đó không? Ông giữ lên cho tôi, ông là con trai mà, ông phải giữ lên. Ông kiểu như nè, con bé kia có đưa tiền đây hay không? Đó, phải như vậy hiểu không? Phải hung dữ lên. Đó. Trời dễ, từ từ đợi xíu nha, nhìn nè. Rồi, được, để tôi xem coi ông sẽ làm như thế nào đây. Cố lên. Cố lên nha con. Con bé kìa. Cái gì đây? Đưa tiền đây. Cái gì đây? Quay lại đây. Quay lại đây Yabun. Yabun, quay lại đây. Trời ơi, cái ông này ông bị cái gì vậy? Tôi nói với ông là ông phải qua nó mạnh mẽ lên. Con bé kia đưa tiền đây. Chứ không phải là con bé kia đưa tiền đây đúng không? Làm lại. Con bé kia. Gì nữa đây dai? Con nãy mới ra giờ ra nữa vậy? Đưa tiền đây. Thôi. Quay lại đây. Quay lại đây. Trời ơi. Thiệt luôn, tôi cọc ông ghê luôn á Gia Bun. Thôi được rồi, để tôi làm luôn cho tôi thề, tôi bực ông quá. Đi theo tôi, nhanh lên. Quay coi tôi nè. Con bé kia. Đưa tiền đây. Ê, trời, tôi bị liệu ông thấy không? Tôi bị liệu ông. Tôi bị liệu ông rồi đó. Trời ơi, tại ông mà ông làm tôi bị liệu đó. Con bé kia. Đưa tiền đây. Nay trường học. Ủa đúng rồi trường học mà sao tự nhiên có hai thằng ăn xin đây vậy ta? Ăn xin cái gì mà ăn xin? Ngươi không cần biết bọn ta là ai. Nói chung là mau mau đưa tiền ăn sáng cho bọn ta, nhanh lên. Đúng vậy. Trời ơi, mắc cái gì tôi phải đưa tiền ăn sáng cho mấy người? Ha, mắc cái gì hả? Gia Bun, xử nó đi. Xử đây, hãy xem đây. Hay cái đầu ông chứ, hay ông làm gì vậy? Trời ơi, con trai đâu mà yếu đuối vậy? Coi tôi nè, đưa tiền đây, nhanh lên. Trời ơi, Nhanh lên. Chạy đâu thế? Mấy người kia, dừng tay lại cho tôi. Hả? Con bé nào kia? Ê! Ai đây vậy? Con bé kia. Trời ơi, con trai gì đâu mà đánh con gái hai. Ông con trai không biết nhục à, nhục như con cá nọc xấu như con cá sấu hả? Thì ra tưởng là ai, hóa ra là bạn của con bé tóc hồng sao? Hôm nay á, bọn ta không có tiền ăn sáng cho nên là bọn ta đến đây để gọi là xin ít tiền sáng được không? Trời đất ơi, trời tưởng cái gì hóa ra là ăn xin đi vô trường ăn xin chi mấy cha nội. Nè, nói ăn xin có tin là ta đánh ngươi không hả? Gia Bun vừa ăn vừa xin hả? Sao chạy đến cho con bé kêu bài học đi, nhanh lên. Đứng lại cái con kia. Đau quá. Trời ơi, trai đâu dám xèo, tưởng cái gì vậy? Trời ơi, Gia Bun hay là Gia Bun, tại sao ông lại yếu đuối vậy hả? Để cho con gái đánh, trời ơi, nằm một đống luôn. Tôi thiệt thất vọng về ông quá. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ đích thân ta phải ra tay thôi. Con bé kia. Trời ơi, đau quá, con gái gì đâu mà hung dữ. Gái gì mà hung dữ quá. Tưởng gì, tưởng hai ông trai như thế nào? Trời ơi, yếu mà bẹt ra gió, coi chừng bị trúng gió đó nha. Xùi, thôi, mua ra vô. Leo. Đồ xinh. Hai con nhỏ kia đứng lại, tao bò theo nè. Hai nhỏ kia đứng lại, đau quá, tức quá. Ây da, trời, tức thiệt luôn á cái con nhỏ đó. Gia Bun, ngồi dậy nhanh lên, còn nằm nữa. Trời ơi, hèn hảo vậy, đứng dậy
đầu chân chứ đâu phải là bình thường đâu trời. Sao ông cứ cắm đầu ông xuống đất vậy? Ngồi vậy coi giáo bún. Ngồi vậy. Ngồi vậy nè. Trời ơi trời. Được rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe, tại sao để cho một đứa con gái bắt nạt hai thằng con trai của mình vậy chứ? Sao mà tôi làm bạn với ông tôi nhục quá, ông yếu đuối thật sự luôn á giáo bún. Không, tại vì ông cũng yếu đuối với tôi cũng yếu đuối nên nó vậy. Không có chuyện đó đi nha. Tôi ngày xưa tôi hơi bị hung dữ luôn á, mà từ khi chơi chung với ông á mà bây giờ tôi gọi là kiểu lạ, tôi yếu đuối luôn nè. Thời luôn á, ông thể nào mạnh mẽ lên xíu được không Gia Bun? Bực ông ghê á. Ê nhưng mà tính ra cái con nhỏ tóc xám xám hồi nãy á, mặc dù nó hung dữ thiệt nhưng mà sao tôi thấy nó cũng cá tính, thấy nó cũng dễ thương ha. Ở gì trời, nhỏ nó vậy mà còn khen nó dễ thương á, nó quýnh mình muốn bầm dập luôn á. Trời ơi, dễ thương ở đây là ý tôi là cá tính hiểu không? Từ trước đến giờ á, tôi toàn là đi bắt nạt người khác không à, chưa bao giờ tôi bị ai đó bắt nạt ngược lại hết. Tự nhiên tôi thấy cái bạn này mới bắt nạt lại tôi, cái đầu tôi thấy bạn này cá tính quá, mạnh mẽ quá, tôi thấy bạn này dễ thương quá. Thôi chắc phải vô trong lớp coi coi bạn nó học lớp nào rồi mình gọi là kết bạn đi, được không? Không cái đầu ông á, không gọi ông tôi đi, mình tôi thôi. Nói chung là tôi từ nay tôi kết bạn, tôi chơi chung với bạn đó, tôi không chơi chung với ông đâu, ông yếu đuối quá. Không hẹn chơi chung với ông được. Chơi với con gái chứ gì, tôi biết mà. Ừ rồi á, tôi thích chơi với con gái được không? Không thèm chơi với ông nữa. Rồi, đi vô lớp học đi chứ ngồi trễ giờ, bây giờ nhanh lên. Rồi. Ủa, lại đây. Gì vậy? Cái bạn tóc xám xám, ủa sao bạn nó ngồi trong lớp mình vậy? Ủa? Hả? Ủa? Hai người không có biết hả? Đây là bạn mới siêu xinh đẹp của tôi mới chuyển vào trường đó, không biết hả? Blè. Thì ra là bạn học sinh mới. Ở Gia Bun, ông ngồi bên đây đi, để tôi ngồi kế bên bạn đó cho. À, bạn ơi, bạn gì ơi? À, chào bạn. À, bạn có nhớ không? Hồi sáng nay bạn mới quýnh mình đó. Ừ, bạn nhớ mình không? Ừ, nhớ rồi sao? Cái người bắt nạt người khác nè. Có chuyện gì không? Trời, có gì đâu mà nói nặng lời với nhau dữ vậy. Bây giờ mình nói bạn nghe nè. Bây giờ mình với bạn kết bạn đi. Từ ai chúng ta là bạn tốt của nhau nha. Sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi à. Nha. Nghĩ sao vậy? Tôi sẽ không bao giờ kết bạn với cái loại người thích bắt nạt người khác đâu. Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Không thích chơi với mấy người thích bắt nạt người khác hả? Vậy sao sáng nay bạn cũng đánh tôi đó? Bạn không nói gì? Tại vì tôi bảo vệ mọi người chứ đâu phải như bạn đâu mà bắt nạt người khác. Ôi trời, gì không nói nữa. Vậy thôi, không thích chơi chung thì thôi. Ai thèm đúng không Gia Bun? Đúng không? Ai thèm chơi với người mà hung dữ như vậy. Hay. À, nhưng mà sao cũng thấy dễ thương quá ta. Trời, cái người đâu mà cá tính dễ thương mạnh mẽ quá vậy trời. Vậy mà con gái bình thường phải dịu dàng lắm chứ sao con gái gì mà không mà cá tính mạnh mẽ dưới ta. Trời ơi, tôi thích. Thôi nói chung là Gia Bun bây giờ á, ông phải giúp tôi thích bạn này á. Bây giờ á nha, là học bài xong đi, cố gắng học hành chăm chỉ trở thành người tốt đi đó. Rồi tôi kết bạn với các bạn đó, ông phải giúp tôi nha. Được rồi, ok, tại vì ông thích thì tôi mới chịu đó nha. Ok thôi, học bài đi, tí nữa thầy vô giờ, nhanh lên. Hey. A few moments later. Bạn gì đó ơi, đứng lại đi mà, cho mình nói nghe cái này nè. Bạn ơi, cho mình kết bạn với bạn đi. Bạn ơi, tôi đã nói với cậu rồi là tôi không kết bạn với cậu, tại cậu là người xấu. Cậu không hiểu hả? Mệt ghê luôn à. Nhưng mà hồi sáng nay á chỉ là hiểu lầm thôi chứ thật ra tôi là người tốt á bạn ơi. Bạn làm ơn bạn nghe tôi đi mà, tôi nói thiệt tôi là người tốt á. Bây giờ á bạn chơi chung với tôi một thời gian bạn thấy là tôi trở thành người tốt liền à. Gì vậy? Cậu là người tốt hả? Đúng rồi. Không được. Sao vậy? Cậu là người xấu thôi. Thôi được rồi. Bây giờ bạn thích chơi chung những người tốt đúng không? Được rồi, tôi hứa với bạn từ nay tôi sẽ không làm việc xấu nữa. Tôi sẽ trở thành người tốt. Tôi sẽ trở thành một học sinh gương mẫu, một người có ích cho xã hội, một người tốt. Là bạn sẽ chịu chơi chung tôi đúng không? Vậy cũng được. Nếu mà cậu là người tốt thì tớ sẽ chơi với cậu. Còn nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu đâu. Ok. Được, tôi đồng ý. Được. Rồi, vậy nha. Ê, nhưng mà khoan, từ từ bạn ơi. Bạn gì ơi? Bạn nói vợ đó. Bạn tên là gì vậy? Mình tên là Sammy Đào. Sammy Đào. Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương mà cái tên nghe cũng dễ thương nữa. Bạn ơi, cho mình đi về chung với bạn ơi. Trời ơi, cái gì đâu mà quá trời quá đất rác luôn vậy trời. Thiệt luôn á, không biết bạn học sinh nào mà gọi là ăn uống xong rồi vứt rác tùm lum tùm la hết trơn á. Bây giờ bây giờ ông phụ tôi dọn hết cái đống rác này nha. Quá trời rác luôn nè. Lại đây coi nè, thấy không? Giờ là chơi của tôi phải đi chơi, tôi phải dọn rác cho ông.
Trời ơi, giờ ra chơi thì cho mấy bạn khác đi chơi đi, còn bọn mình là người tốt phải không? Bọn mình là học sinh ngoan, bọn mình phải đi rồi dọn rác ở trong trường nè, thấy không? Mấy cái bạn học sinh hư nè, ăn uống xong vứt rác lum la nè, bây giờ tôi với ông phải dọn dẹp hết cái đống này, hiểu không? Đó, mình dọn dẹp á thì Sammy mới thấy được bọn mình là người tốt. Sammy mới chơi chung với bọn mình đó. À không, không phải là thấy được bọn mình là người tốt mà là bọn mình sẽ trở thành người tốt phải không? Dọn đây, dọn đây, nhanh lên, đừng nói nhiều. Bạn tôi không trời. Tôi là bạn ông chứ còn ai nữa, nhưng mà nói chung là giờ giúp tôi đi, trời ơi, dọn dẹp đi nhanh lên. Rồi, phải dọn cho sạch sẽ nha. A few moments later. Hey, cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp xong rồi, thiệt mệt quá trời quá đất luôn á. Trời ơi, hai xe tải rồi là rác luôn á trời, thiệt luôn á, mấy cái bạn học sinh này thiệt ăn uống cái kiểu gì mà vứt rác lung tung hết trơn à. Bây giờ mình cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong sạch sẽ rồi. Mấy bạn đi học các bạn cũng nhớ nha, là không có được vứt rác bừa bãi. Mấy bạn phải nhớ là phải dọn rác sạch sẽ, và nhớ là luôn phải giữ cho cái môi trường làm việc và học tập của chúng ta nó phải được gọi là sạch sẽ trong sạch như thế thì chúng ta mới học hành tốt được, các bạn hiểu không? À. Ai hôm nay làm được việc tốt vui quá trời vui luôn trời. Tính ra hai ngày đã có xấu đâu ta, cũng được chứ bộ, cuối cùng cũng chịu thay đổi hả? Hey, bực cái bọn trẻ con này ghê ấy, trời, để xe đi học á mà để xe lung ta lung tung như này, lộn xà lộn xộn, đến đây lại mình lại phải dọn nữa, trời đất ơi, bao nhiêu cái xe này, xe hồng, xe tím, xe xanh, xe đỏ, xe cam. Không được rồi, mình phải vào trong trường xem xe của đứa nào phải vát đứa đấy mới được. Chứ để xe lại hoài, mình cũng phải dọn hoài. Mà chết đời được luôn á, trời ơi. Đâu, xe tím, xe hồng của bạn nào đây? Đâu, bạn học sinh ơi. Ủa, hình như là bác bảo vệ mới vừa than thở là ai vứt xe lung tung với ông ta. Hỏi thiệt luôn á, mấy cái bạn học sinh này thiệt hư quá à. Không có ai ngoan như mình hết trơn á. Bạn ơi, thấy không, mình đâu có đi xe đâu, cho nên này không phải xe của mình. Ừ. Vậy à? Nhưng mà vậy bây giờ á, Chào Bun, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ tôi với ông nha, cùng nhau dọn hết mấy cái đống xe này á, dẹp vô đây nè, cho nó gọn gàng đi, cho bác bảo vệ vui đó. Cái này cũng là một việc tốt á, hiểu không? Đúng rồi. Ok, đây dọn vô. À, dọn vô nè. Ê, ui, dọn vô. Dạ. Ai, không tìm được đứa nào hết. Gì đây? Hai đứa kia. Ê, hai đứa kia, tụi bay đang làm gì hả? Hai đứa kia. Này, con chào bác bảo vệ. Bắt quả tang nha. Ủa dạ, bắt quả tang gì chú? Bắt quả tang cái gì? Bắt quả tang hai đứa để xe lung ta lung tung chứ thì còn gì nữa. Từ nãy giờ tao vào trường không thấy đứa nào cả. Thì ra là hai tụi bay. Ôi dạ không phải đâu bác ơi. À, bọn con thấy mấy bạn học sinh khác vứt xe lung tung cho nên là bọn con muốn làm việc tốt. Bọn con muốn dọn dẹp vô chứ bọn con có phải là vứt xe lung tung đâu bác. Phải không? Đi được không? Thì bây giờ xe này là xe của ai? Xe này không phải xe của bọn con. Bọn con đâu đi xe đâu. Không phải xe của bọn con. Không phải xe của bọn con mà bọn con dám động vào à? Chắc chắn đây là xe của hai đứa luôn. Không phải. Chắc chắn rồi. Không phải mà. Dọn xe để xe coi nó cẩn thận nha. Chứ không có cái chuyện để xe lung tung này nhá. Ủa chuyện gì xảy ra bác bảo vệ? Sao đây, đây cậu. Con à, con nhìn đi nè, đây là nhìn đi, chân dung hai người này, vô ý thức này, học sinh á, mà để xe lung tung, con nhìn xe đi, trời ơi, bác giận, bác khổ quá rồi ơi. Trời ơi, bác ơi là bác, sao mà bác kỳ quá vậy, nè con nói bác nghe nè, bọn con á, ok, đồng ý đi, giờ bọn con đồng ý là trong đây có xe của bọn con chấp nhận luôn. Nhưng mà bây giờ có hỏi hai đứa con rồi, thì bọn con phải đi hai xe thôi chứ, hoặc là một xe thôi chứ, ở đâu ra một đống xe mà là của bọn con. Bác nói kỳ quá. Đừng có nói nhiều nữa, tôi biết rồi. Tưởng hai người thái độ như thế nào, hóa ra vẫn vậy, vẫn quậy phá như thường. Sam ơi, đâu phải tôi đâu Sam. Sam ơi, trời ơi, sao? Ê, đứng lại, dọn xe cho bác nhanh, không nói nhiều nha, khỏi phải ý thức lên nha. Trời ơi, bác ơi, bác, con bọn con đã nói không phải bọn con rồi mà. Thiệt đúng là chán luôn á. Ngày hôm qua bác bảo vệ tưởng mình là cái người đó vứt xe lung tung cho nên bác ấy la mình quá trời. Sammy cũng hiểu lầm luôn. Bây giờ làm sao để mình có thể nói chuyện lại với Sammy được đây ta? Ai, nhưng mà không sao. Ừ, quên mất, hôm qua mình có nhờ Gia Bun mua giúp giùm cho mình một cái món quà để tặng cho Sammy. Chắc chắn hôm nay á tặng quà cho Sam sẽ hết giận mình thôi. Ok. Thôi nhưng mà sao mà Gia Bun lâu quá vậy ta, thiệt luôn á, cái gì mà chậm trời mời. Mới nhắc Tào Tháo tới liền luôn ha. Ê Gia Bun, quà của tôi đâu? Quà của ông nè. Đâu. Trời ơi.
Hơi bị xa luôn á, mệt chết rồi. Ôi cảm ơn ông nha, tính ra là tôi đang cần tiền cái món quà từ lâu lắm luôn rồi đó. Mà tại vì nhà tôi xa quá cho nên tôi không mua không có được, giờ phải nhờ ông mua nè. Cảm ơn ông. Ok, bây giờ á, tôi sẽ đem cái quà vô tôi tặng cho Sammy. Mà tôi nói ông nghe nè, bây giờ nha, ông ngồi ở ngay ghế đá nè, ông canh giùm cho tôi, hiểu không? Đừng có cho Sammy vào trong lớp. Bây giờ Sammy mà vào lớp á, ông la lên liền cho tôi để tôi biết, hiểu không? Bây giờ tôi sẽ bí mật tôi đem cái món quà tôi bỏ vô ba lô của Sammy đó, để Sammy bất ngờ. Ok ông luôn, chị này yên tâm. Ok ok, rồi cảm ơn ông, cảm ơn ông. Hay, được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã có một cái kế hoạch. Mình sẽ bỏ cái món quà bí mật này vào trong ba lô của Sam. Và chắc chắn Sammy vô, Sammy mở ba lô ra, Sammy sẽ bất ngờ. Ok ok, vô lớp, đóng cửa lại nè. Rồi ok, ba lô của Sammy đây rồi. Ok, bỏ quà vô nè. Rồi ok, bỏ vô ba lô. Ê, không sao chưa? Em đang làm cái gì hả? Dạ, con đâu có làm gì đâu, bác bảo vệ. Dạ. Em không làm gì hả? Em không làm gì mà em mở cặp bạn ra, em tính lấy gì của bạn hả? Em tính lấy cái gì? Dạ không, đây nè, bác bảo vệ nhìn đi. Con tính bỏ cái món quà này vô trong để tặng cho bạn thôi à, chứ con đâu có lấy trộm đồ đâu. Hay là quà này ở sẵn trong mà con vừa lấy à? Dạ không, Gia Bun, ông giải thích đi, tôi đâu có ăn trộm đâu, tôi đang tính tặng quà thôi đúng không Gia Bun, ông giải thích không cho bác đâu, nghe đi. Bác bảo vệ ơi, cái ông nội này nó xạo bác vậy. Trời, chắc là đang lịnh lụm đồ của bạn học sinh ngồi bàn ghế này nè. Đây, tôi nhìn đến tận tay rồi đây, tôi thấy ở đây. Anh gì vậy? Anh bạn này thò tay vào cái cặp này, rồi bây giờ còn chối cái gì hả? Ủa, Gia Bun ai vậy? Sam, Gia Bun, ông nói gì vậy hả? Tôi đâu có ăn trộm, ông biết kế hoạch của bọn mình mà. Gia Bun. Không phải đâu bác bảo vệ ơi, hồi nãy phòng cận nói là sẽ trộm đồ của Sammy á bác bảo vệ. Đây. Đâu? Mắt thì tôi thấy tận tay. Rồi đây, có nhân chứng đầy đủ. Bây giờ cậu còn chối cái gì nữa hả? Dạ. Bác bảo vệ, bác phải tin con. Ông cận, ông ghét tôi nói câu cần làm gì không hả? Tôi nói thiệt mà Sam, tôi chỉ muốn tặng quà cho Sam thôi, với tôi không. Bạn với ông quá. À. Thôi tôi muốn làm bạn với ông đâu. Sam. Nè số chai còn cắt. Rồi bây giờ không nói giờ nữa. Bằng chứng nhân chứng có đầy đủ rồi. Lên phòng hiệu trưởng, lên phòng giám hiệu cho tôi. Nhanh lên. Nhưng mà con không có làm. Sam ơi. Con làm cái gì hả? Lên phòng hiệu trưởng. Sam ơi, bà phải tin tôi. Sam ơi. Hello team. Hey.